thì cứ nhắn qua Zalo bên em. Không 0935 nha anh chị, 245244 nha. Và em cũng xin cảm ơn anh chị. Bên em ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ nha. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái bộ anh chị nha. Một cái bộ này là gồm có 5 set trà. Đây là hàng Elin nha, hàng của Âu nha, Anh nha anh chị. 5 set trà. Nguyên hộp có hết nha anh chị, đã có tem mà ký hiệu hết. 5 set trà hàng Âu Elin. Đó, gọi là mê nha anh chị, bộ này là quá đẹp luôn. Bộ này siêu xuất sắc luôn nha chị, đã nguyên xuất sắc luôn, nguyên bộ nha chị, giống ở trong này luôn. Đây là hàng Elin nha chị, đấy quá mê bộ này luôn. Bộ này em có anh chị nha, 6 set trà. Xếp trà nha chị đấy, cái này là hàng Elin. Viết rất là viết, 5 xếp trà, xin lỗi, 5 xếp trà. Và em có một cái dĩa anh chị, một cái dĩa sò nha, dĩa này rất là bự luôn. Ok nha, dĩa này rất là bự luôn. Rồi bây giờ ly anh chị nha. Ly này là đường kính là 9. Còn dĩa này là đường kính 14.5. Đều là có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Đấy. 5 set trà nha anh chị. Và một cái dĩa giống easy combo luôn nha anh chị đấy. Và anh chị có hộp nha. Nói chung là toàn bộ đều là có hộp hết luôn. Đấy, dở luôn, phải lấy cái dở. Thì dạ không ạ, dạ không ạ. Anh chị nha, cái này là có hộp đầy đủ luôn. Và bỏ. Nó nhỏ nhỏ vậy chứ. Anh chị nha, đây có ký hiệu toàn bộ anh chị, đấy giống nha. Và rồi. Quá đẹp. Năm xếp trà hộp. Anh chị đã xài những cái, sử dụng những cái dòng này anh chị biết là nó rất là đẳng cấp luôn nha. Đấy. Cái dĩa anh chị nha. Dĩa này là đường kính 41 anh chị, và ngang đường kính là 31. Dĩa 41 ngang đường kính 31 nha anh chị đó. Nguyên một combo của một set này. Nguyên một combo set nha anh chị đấy. Năm dĩa. Đấy, 5 set trà và một dĩa anh chị nha, 5 set trà một dĩa. Nói chung là nó có nằm trong hộp này hết, toàn bộ hết. Đó, nó nằm trong hộp toàn bộ hết nha anh chị. Đấy. Thành là nó có giấy luôn, đầy đủ luôn. Rồi bộ này em bán hết cho anh chị, bộ này là anh chị nguyên một cái dĩa nha, với là một cái set trà nữa. Một dĩa một set trà là 10. Rồi bộ này hết luôn nha anh chị. Hết này em bán anh chị với bộ này là 2.200.000 nha. 2.200.000. Z20 nha chị, 2.200.000. Z20 nha. Đó là nguyên một cái bộ luôn anh chị nha. Nguyên một cái bộ dĩa và set trà. 5 cái dĩa nha, nó trùng 5 set trà và một cái dĩa nha chị, dĩa sò nha. 2.200.000. Mã Z20 nha anh chị, mã Z20. Bộ này nha, nguyên bộ này.
là xúc xích và đấy anh chị. Còn bộ là có hộp nha chị, đấy cái này cũng có hộp nguyên hộp luôn, 2.200.000 xếp 20. Đây là một cái bộ trà nha anh chị, một cái bộ trà kim loại nha, rồng phụng nha anh chị, một cái bộ trà kim loại lớp cơ vàng rồng phụng mã. Anh chị, cái này là lòng rồng phụng nha anh chị, lách cơ vàng nha. Một bình gồm có là 4 chung. Chị cái này, cái bình này nặng nha. Không có sợ bị bể, bị mế gì hết anh chị, bị mốt gì hết nha. Ly là đường kính 5, cao ly là 3, miệng 5 cao 3, miệng 4.5 cao là 6. Cái bình này anh chị nha, cái bình này là bình này là bình lacquer vàng nha. Và chị đấy lọc dung tích khoảng chừng lọc của nó trong này nó có một cái lỗ lọc nha anh chị. Dung tích bình này là 250ml, 200 tới 250ml nha. Bình này là khay bình, khay là đường kính 20. Rồi 600k nha anh chị, bình này em bán 600k. Z21 nha, Z21 600k. Z21 nha anh chị, 600k cái bộ này nha. Xinh đẹp luôn. Rồi nha anh chị, em lên một cái bình nha. Đó, mơ một cái bình họa anh chị, họa tiết cái này là phong cách Âu nha anh chị, bình phong cách Âu. Miệng bình là 12.1 nha anh chị, cao bình 42 nha. Và ngang bình là 28. 28 nha anh chị đấy. Họa tiết là nổi lắm. Họa tiết nổi nha anh chị. Phong cách hòn da nha anh chị đấy. Và nổi hết toàn bộ luôn. Bình này hôm nay em sẽ sale giá nha anh chị đấy, em sale giá cái bình này nha. Sale giá. Rồi, bình này là hôm nay em sale giá với giá là 1.700.000 nha anh chị, 1.700.000 cái bình. Anh chị nhìn họa tiết hoa nè, rất là mê luôn. Sale giá nha anh chị, 1.700.000. Z22. Z22 nha anh chị, cái này là em có một cặp nha. Đó, Z22 1.700.000, cái này là phong cách hòn da nha anh chị. Đó, này là không có chuyện mà cái này là phong cách hòn da Âu nha. Đó, anh chị nhìn cái miệng rất là mê luôn. Cái này là bụi nha anh chị, chứ không có vấn đề gì nha, bụi nha. 1.700.000 Z22 nha anh chị, Z22 họa tiết nổi hết, vẽ vàng toàn bộ hết nha anh chị, vẽ vàng toàn bộ hết. Rồi cái ly anh chị, cái này là ly củ quả nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha anh chị. Cái này em có số lượng 10 chiếc nha anh chị nha, có số lượng 10 chiếc.
Miệng là 7 nha anh chị, cao bình là 6 nha. Miệng 7 cao bình là 6. Em có 10 chiếc nha anh chị, 10 chiếc này là 200k. Z23 nha anh chị, Z23. 10 chiếc 200k, Z23. Chị nha, cái này là bình này là tàu nha chị, cái này là bình tàu nha. Đấy, bình tàu. Có truyền ký đầy đủ nha anh chị, bình tàu nha, có truyền ký đầy đủ. Cái này là cách tích 10 nha anh chị đó. Cái này là những chú tiểu và những cái ông quan hay là gì đó anh chị. Nói chung em không có rành những cái tích nha đó, không có rành những cái tích. Đấy, bình này nó hơi cao anh chị nha, nó hơi cao là cây lai em nó bị thấp nha, thành là em lên nó kiểu như là nó em phải để ngang cho anh chị nhìn thấy được nha. Miệng là 5 anh chị nha, cao bình là tới là 50, miệng 5 cao bình tới 50 nha anh chị. Cô Dung lấy giùm cho mấy cái dĩa pháp đi, dĩa pháp đó. Còn nào nhiều nhất bụng anh chị, bụng là tới 55 anh chị nha, bụng 55 đó. Đấy, cái bình này anh chị, đấy bình này em bán là 1.200.000 nha anh chị, 1.200.000 vẽ tay toàn bộ hết nha anh chị, 1.200.000 vẽ tay toàn bộ hết luôn. Chốt cho em mã Z24 nha anh chị, Z24, 1.200.000 Z24. Đây là một dĩa nha anh chị, cái này là của Pháp nha, hai dĩa, ba dĩa. Rồi cái này em có 4 chiếc Pháp anh chị nha, 4 chiếc Pháp. 4 chiếc Pháp đều là có truyền ký đầy đủ luôn. Đường kính 17 để đó đi. Đường kính 17 nha anh chị đấy, cái này em có 4 chiếc nha. 200k nha anh chị, cái này là 4 chiếc này là 200k. Z25 nha anh chị, 4 chiếc 200k Z25. Có truyền ký đầy đủ của Pháp nha anh chị, cái này là có của Pháp nha. Z25. 4 chiếc 200k. Chị, cái bình này là bình đá nha anh chị, nó là bình đá nha. Đấy, bình đá. Miệng bình là 8 nha anh chị và cao bình là 26, bình đá nha anh chị, nó là bình đá rất là đẹp luôn. Vì là những cái dòng đá nguyên khối nha anh chị, đó, dòng đá nguyên khối. Dĩa làng như cái chén rồng trước mặt này. Miệng bình là 7.5, cao là 26, vòng bụng là 32 nha chị, vòng bụng là 32.
Mình là bằng đá nha chị, nặng rất là nặng nha. Này nặng. Bên này nặng tới 2 kg nha chị, nặng 2 kg. Cái này em bán anh chị là với giá là 600k nha chị, 600k cái bình nha. Nặng 600k. Chốt giùm em mã Z26 nha chị. Cái bình này thật tình là chỉ 600k này chị. Vì cái bình này chỉ mới tất có cái công thôi nha anh chị. Đó, đá nguyên khối nha. Mà về tới hàng này thì nó cũng có trì xước nha anh chị, chứ nó không phải là mới 100% mà nằm phiên phôn hộp nha. Đó, mới cái 600k thì mới cái công thôi nha anh chị, chưa nó tới đá đâu nha. Rồi, Z26 nha anh chị, 600k cái bình này. Rồi, em lên cái ly anh chị nha, cái này ly. Ly này là đường kính 8 anh chị nha, cao ly 12. Miệng 8, cao ly 12 anh chị. Đấy. K nha anh chị, ly này là 130k. Z27 nha anh chị, Z27 130k cái ly. Z27. Này là hũ trà cô gái nha anh chị, hũ trà cô gái. Hũ này là miệng 7 nha anh chị, cao là 17 nha, miệng 7 cao 17. 250k nha anh chị, 250k cái hũ trà này. Cái này em có một cặp nha anh chị, 250k nha, em có một cặp 250k. Và một bình nha anh chị, cái này em có số lượng một cặp Z28 nha anh chị, Z28. Rồi, cái này là anh chị một bộ nha, em có một bộ. Anh như cái bình mình nói đâu, mình trút nghĩ đâu. Một cặp nha anh chị, một bình bên này, bình trúc ở trong giỏ, hai cái bình trúc hồi nãy giỏ đỏ máu gì rồi, nó không thấy nè trời. Rồi nha anh chị, đấy, cái này là thần tài nha anh chị, cái này là cặp thần tài cổ địa bên, mà anh chị kiểu như là nó về tới hàng tấn thì nó có độ xước nha, nó có một cái mũi hơi xước nha anh chị, mũi hơi xước. Nó có vết tóc anh chị nha, nó có vết tóc nè. Đấy, một cặp nha. Đường kính là 14 nha anh chị. Đấy, một cặp này có vết tóc rồi. Một cặp này 300k. 300 nha anh chị, 300k. Chốt cho em mã Z29 nha anh chị, Z29. Trong can chị Z29 nha. Rồi, cái này là bình trúc anh chị. Đấy. Không, cái đó cũng bị luôn. Hai cái bị luôn hả? Hai cái nữa. Lấy chụp con cái luôn nè. Chụp cái con cái nữa. Có phải rồi đó không? Hai cái khác luôn. Rồi nha chị, cái này nha. Để gỡ lại rồi. Cái bình anh chị đó, cái bình này là dung tích bình. Miệng bình là 5.5, cao bình là 16, cao mà miệng là 6 nha anh chị đó, cao miệng là 6. Đấy, cao miệng là 6. Đây là bình, này là bình dung có truyện tí đầy đủ rất là đẹp luôn.
Bình này dung tích khoảng 300ml nha chị, 300ml nha. 300ml. Rất là đẹp luôn anh chị, bình này rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. 350k. 350k nha chị, chốt cho em mã Z 30 nha, mã Z 30. 350k. Z 30. Tôi cái bộ nó lên nè. Rồi, cái này là một cái dĩa, một cái tô rồng phụng nha chị, một tô rồng phụng có truyện ký đầy đủ luôn. Có truyện ký đầy đủ nha chị đấy. Xưa nha, cái tô này là tô xưa anh chị đấy. Tô xưa làm bằng tay nha. Đó, nhìn bằng tay. Và anh chị nhìn cái tô làm bằng tay nó không được hoàn hảo như những cái dòng làm thủ công bây giờ nha anh chị. Đường kính 10-20, cao là 8, xin lỗi, cao là 6. Đó, cao là 6 nha anh chị. Cái tô này là nó hơi, ở trong này nó hơi phai viền nha, hơi phai trong này, xưa rất là xưa luôn chị. 80k, 80k nha anh chị, 80k. Z31 nha. Z31 80k. Rồi cái này hai cái ly, cặp một cặp mà một cặp cá nha anh chị. Cái này là một cái bình cá và có hai cái chung nha, hai cái chung. Đấy. Rượu nha anh chị, cái này là rót rượu nha, bình rót. Đấy, bình rót. Ly là đường kính là 4.5, cao ly là 5. Đó, cái này là một bộ này là chị 140k nha, 140k bộ này. Z 32 nha anh chị, 140k Z 32. Mình lại bị nứt. Đây này. Rồi nha anh chị, cái này là một cái bình Satsuma nha. Bình này là Satsuma. Bình này là để đựng trà nha anh chị. Đấy, đựng trà và đều là có truyện ký đầy đủ luôn. Đấy, có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Miệng bình là 4, miệng bình là 5. Cao bình là 21, à, xin lỗi, cao bình là 11.5. Anh chị 11.5 nha. Đó anh chị nha, đó này là hũ trà sát nha anh chị. Rồi cái này là đường kính 31 anh chị nha, bụng là 31 nè, bụng là 31. Miệng là 5.5 và cao bình 12. Ngay chỗ này anh chị nha, ngay chỗ cái nắp bình nó xíu một xíu lỗi nha. Đó, lỗi một xíu mà nó là dòng sát anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Đó, lỗi một xíu chỗ này. 350k nha anh chị, 350k. Z33 nha anh chị, Z33 350k. Rồi nha anh chị, cái này là cũng một cái dĩa, này là dĩa dòng sáp luôn nha anh chị, nó là dĩa dòng sáp nha. Đó. À, cái này là chén, cho xin lỗi, chén dòng sáp Soma. Dòng sáp luôn, họa tiết hoa nha anh chị, đều là cái này là anh chị có truyện ký đầy đủ nha anh chị, chén Satsuma nha. Đường kính 11 nha anh chị và cao là 7. Đó. 120k nha anh chị, chén Satsuma này 120k. Z34 nha anh chị, đấy, Z34 120k, Z34. Rồi cái này là dĩa anh chị nha, dĩa lam. Dĩa lam cái này em có một cặp nha. Đường kính dĩa là 25. Cao dĩa là 3 nha anh chị, 25 cao là 3. Cặp anh chị nha, một cặp này là 150k.
150k một cặp nha anh chị. Chốt cho em mã Z35. Ui đi đâu dưới người ta. Z35 nha anh chị, 150k Z35. Có truyền ký đầy đủ nha. Này là chén cơm anh chị nha, cái này là chén cơm. Chén cơm này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đấy, làm nha, cái này. Có truyện ký đầy đủ. Có truyện nha anh chị, và làm rất là đẹp luôn. Đường kính 12 anh chị nha, và cao là 6. Đường kính 12 cao là 6. Rồi 60k một chiếc nha anh chị. Cái này em có số lượng 10 chiếc nha, 60k một chiếc. Z36 nha anh chị, mã Z36. Rồi, em xin phép chào cô chú và anh chị nha. Anh chị mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để lúc mà em sẽ lên nó sẽ thông báo cho anh chị nha. Cho em chia sẻ và đăng ký cho em một like nha anh chị. Rồi, Z36 em xin phép chào cô chú và anh chị.